Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục xem mật cống nó nha các bạn. Đây thì mật cống đang được mở ra. Ở ngoài kia thì những anh em xà lan ra thì đang chọn một vị trí an toàn nha các bạn. Bữa nay thì mấy em ra ngoài kia bắt chớn rất là xa để mà chạy vô. Quá trời đông luôn. Khi nào mà cống mở hết hành trình thì mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình nha các bạn. Mình vô lại xôn xao hết trơn. Đây bây giờ thì khi mà có hiệu lệnh mình cuốn cái lá cờ này lên thì bắt đầu nha các bạn, xuất phát. Mình vô lại ra rất là đông rồi nè. Cảnh này nó nhìn rất là xôn xao và náo nhiệt đây các bạn. Bắt đầu rồi.
đang canh me để mà vô đây các bạn. Ở đằng sau thì trời ơi luôn kìa, quá xa dài luôn. Thank you.
trên của anh xà lan này luôn. Dầu các bạn, bồ cũng thâm hậu lắm đây. Quá rồi anh chạy. 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 Quá rồi anh chạy.
đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ xem anh Slang này anh vô nha. Ở đằng sau anh này thì mình thấy anh Slang nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng tại tốc độ là kinh khủng khiếp á. Này anh ghe, anh vượt bắt anh ghe rồi, không biết giờ anh đâu nữa, anh này bự quá, anh che lại mất tiêu rồi anh này. Bên ngoài này còn mấy chiếc đây. Không quên biết, anh nằm sau lưng anh Slang này đây các bạn. Chạy với cái tốc độ rất là rơi nha. Để này qua thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đâu rồi? Đó, lũ gà nè, lũ mỗi gà nè. Đó. Anh này tầm khoảng 100 tấn các bạn. Bây giờ mình sẽ xem anh vô lại sẽ kéo anh ra biển nha. Đây con dây này, ra biển này cũng khá là nhỏ, không bự lắm, nhưng mà anh một mình anh thì không lo nổi đâu các bạn. Tại anh ra bầu này anh qua thì anh vô lại đó anh lên nhìn. Cái mặt trước của anh ra bầu này sao ngầu dữ vậy ta. Con ghe nữa nè. Yeah. Anh kéo anh nghe biển giọt bay bay luôn nè. Rồi. Công lực của mình bắt chấn từ rất là xa để mà chạy vô các bạn.